Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với FPT Sub Channel. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ khui hộp cũng như là trên tay chiếc Xiaomi Redmi 6. Đây là chiếc điện thoại đã được ra mắt và mở bán được một thời gian cũng hơi lâu rồi. Nhưng mà ngày hôm nay mình vẫn quyết định trên tay lại. Tại vì mình nghĩ thời điểm này các bạn có nhu cầu mua điện thoại rất là nhiều và mình muốn cung cấp đến các bạn nhiều sự lựa chọn hơn trong nhiều cái phân khúc giá hơn. Và chiếc Xiaomi Redmi 6 này sẽ nằm trong phân khúc giá rẻ nha. Giá của nó chỉ có 3.999.000 thôi. Bây giờ thì mình sẽ khui hộp luôn nha. Hộp của máy thì sẽ có thiết kế màu cam rất là đặc trưng của Xiaomi nè. Và chúng ta sẽ không có một cái hình ảnh của sản phẩm minh họa bên ngoài đâu. Mình sẽ khui luôn nhé. Đây, bên trong thì chúng ta sẽ có một chiếc Xiaomi Redmi 6. Mình sẽ khám phá tiếp những cái phụ kiện bên trong. Chúng ta sẽ có một cái sách hướng dẫn sử dụng rất là ngắn gọn. Ở dưới này thì chỉ có một cái cáp sạc cùng một cái củ sạc thường thôi. Với chiếc máy này thì chúng ta sẽ không được tặng kèm tai nghe. Và trên tay mình hiện tại là chiếc Xiaomi Redmi 6 đây. Như các bạn cũng biết là hiện tại trên thị trường có rất nhiều những cái sản phẩm từ giá rẻ tầm trung cao cấp. Nó đều theo một cái xu hướng thiết kế là rất là bóng bẩy. Với nào là mặt lưng gradient nè, rồi rất là nhiều họa tiết khác nhau. Thì đây là một cái sự lựa chọn cho những ai mà chúng ta muốn đi tìm về cái sự truyền thống. Khi mà nó sở hữu một cái thiết kế mặt sau kiểu rất là basic luôn. Chúng ta sẽ có một cái mặt lưng nè, được làm bằng chất liệu nhựa và được phun sơn nhám. Camera kép xếp theo cái chiều ngang ở phía đây nè. Kế bên chúng ta sẽ có đèn flash và một cái cảm biến vân tay ở chính giữa. Với những chiếc smartphone mà nó được làm kiểu bóng bẩy giả kính á, thì nó sẽ có một cái nhược điểm rất là lớn là dễ bám vân tay, rất là dễ bám vân tay luôn. Nhưng mà với chiếc smartphone này thì bởi vì nó được làm nhám á, cho nên là trong quá trình chúng ta cầm sử dụng thì cái tình trạng bám vân tay nó cũng không có xảy ra quá nhiều. Còn lại thì cái thiết kế như là cái độ bo cong nè, cũng như là cái việc ôm bên cạnh viền nè thì nó vẫn rất là quen thuộc thôi. Các bạn có thể thấy thì nó không có bo quá gắt, nó bo rất là mềm mại, cho chúng ta một cái trải nghiệm cầm nắm rất là ok trên tay. Phía trước của chiếc Redmi 6 sẽ là một cái màn hình 5.54 inch được phân giải HD Plus. Và nó sẽ là một cái thiết kế cũng rất là truyền thống luôn. Chúng ta sẽ không có tay thỏ, không có giọt nước gì cả, mà sẽ là một cái màn hình với tỷ lệ là 18:9 thông thường. Cho nên là các bạn sẽ thấy là viền cạnh trên và viền cạnh dưới của nó sẽ hơi dày một chút xíu so với những chiếc smartphone đã áp dụng kiểu giọt nước hay là tay thỏ trên thị trường hiện nay. Nhưng mà biết đâu được đây là một điểm mạnh, tại vì cái thiết kế tay thỏ hay là giọt nước cũng không phải là cái thiết kế có thể chiều lòng được tất cả mọi người. Rất là nhiều người muốn tìm kiếm lại một cái màn hình kiểu truyền thống như vậy để người ta có thể sử dụng và có một cái trải nghiệm tốt hơn. Về phần camera thì chiếc Xiaomi Redmi 6 này sẽ sở hữu cụm camera kép phía sau với độ phân giải là 12 megapixel và 5 megapixel, và camera selfie của nó cũng sẽ có độ phân giải là 5 megapixel. Trong phần giao diện camera thì mặc dù là một chiếc smartphone giá rẻ thôi nhưng mà nó sẽ vẫn hỗ trợ cho các bạn rất rất là nhiều những cái tính năng chụp ảnh khác nhau. Chúng ta sẽ có chụp ảnh kiểu xóa phông nè, rồi chúng ta sẽ có chụp ảnh vuông, chụp ảnh thường nè, quay video, quay short video. Bên cạnh đó thì sẽ có những cái bộ lọc màu cho các bạn để có thể cho ra một cái bức ảnh đẹp với một cái thao tác nhanh nhất. Về phần camera selfie thì các bạn cũng sẽ được hỗ trợ tính năng làm đẹp nè. Như ở đây thì mình đang có 5 mức độ làm đẹp, cũng như là các bạn có thể tự điều chỉnh những cái mức độ làm đẹp của mình. Nói chung là với một cái chiếc smartphone với một cái mức giá rẻ như vậy thì mình cũng không có kỳ vọng quá nhiều, chỉ cần một chiếc smartphone với một cái chất lượng camera ổn để mình có thể lưu giữ lại những cái khoảnh khắc đời thường của mình là được rồi. Về cấu hình thì chiếc Xiaomi Redmi 6 này nó sẽ được trang bị con chip là MediaTek MT6762. Chúng ta sẽ có 3GB RAM và 64GB ROM. Thực sự thì những chiếc smartphone sở hữu con chip MediaTek ngày nay thì không còn nhiều nữa, đa phần thì họ dùng Snapdragon thôi. Tuy nhiên với chiếc Redmi 6 này mình đã trải nghiệm thì nó vẫn cho chúng ta những cái thao tác rất là mượt mà khi mà các bạn sử dụng những tác vụ bình thường của mình. Và cái viên pin của máy với dung lượng là 3000 mAh cũng cho một cái thời gian sử dụng rất là ấn tượng. Và vừa rồi thì mình đã trên tay nhanh chiếc Xiaomi Redmi 6 cho các bạn, một chiếc smartphone với thiết kế truyền thống, camera ổn, hiệu năng ổn định dành cho các bạn sử dụng và mức giá chỉ có 3.999.000 thôi. Không biết là các bạn có thích về cái kiểu rất là truyền thống của chiếc Xiaomi Redmi 6 hay không? Hãy comment bên dưới luôn nha. Còn nếu bạn nào muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm, mình sẽ để link sản phẩm ở bên dưới phần mô tả cho các bạn có thể dễ dàng bấm vào nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.